đẹp đâu. Con quay những cái này làm gì? Ừ, đúng rồi, chắc là đến 60 thôi. Còn loạt này nữa thôi. Con quay cái này làm gì? Xuống, ở đây kia có một mặt trăng. Ủa, chả chả thấy cái vấn đề, có cái gì đâu. Có mỏi tay chưa? Thấy gọn đứt đẻ. Em thấy gọn đứt chưa? Mỏi quá rồi. Xem hay hơn là con quay. Con bố quay rồi, cần thì con phải quay làm gì. Con quay không có đẹp đâu. Ở trong khi con tính con về, con mỏi dã rời tay cho con xem. Xấu. Mẹ bảo hai thằng cất điện thoại đi. Cháu chí thằng thảo. Anh không bấm vào cái này rồi. Wow, con quay kìa. Thì sợ chạy mất rồi. Ông là bố. Ông ra xe là bố nước con là bố. Bây giờ đông người lắm, mình không mò được ra đến này phun nước đâu con ạ. Có nhất là cứ đứng ở đây đi. Đứng đây thôi, tí nữa mình đi ra ra lấy xe mình về nhà bà nội phun. Đây bọn họ rút ra các bọc nữa rồi. Wow. Đấy,
và cá chép rất là to. Tốt nhất là con cất điện thoại đi vì tối là giờ chỗ này thấp quá.